câu chuyện của một họa sĩ tên là Adam Ellis. Anh ta có thể liên kết với một thế giới khác. Vào năm 2017, Adam đã đăng một bài viết lên Twitter và khẳng định rằng căn hộ của anh bị quấy nhiễu bởi một linh hồn tên là David. Thông qua hàng trăm dòng tweet rùng rợn và khả năng hội họa mô tả của mình, Adam đã vẽ lên một bức tranh xứng tầm phim kinh dị về nỗi ám ảnh của anh. Hoàn chỉnh nó cùng với những bức ảnh, video, bản ghi âm, những mô tả đáng sợ nhưng rất hấp dẫn về những lần viếng thăm của linh hồn David. Thậm chí, David đã follow anh họa sĩ này. Không những thế mà còn nhắn tin cho anh ta một cách rất rõ ràng. Cùng với sự suy luận của các thám tử mạng xã hội, chủ đề này đã được bàn tán rất sôi nổi và đạt được hàng chục triệu lượt tương tác. Câu chuyện này chỉ kết thúc vào năm 2018 với một dòng tweet cuối cùng từ chính tác giả Adam: xin đừng lo, tôi vẫn ổn và mọi chuyện rồi sẽ như ban đầu. Kỳ lạ rằng chiếc mặt cười này chưa từng được Adam sử dụng. Liệu đây có còn là trang mạng của anh hay đã bị ai đó lấy mất rồi? Hãng Lionsgate hứng thú với câu chuyện này chuyển thể nó thành phim, tên trùng với nguyên bản là Dear David, tên tiếng Việt là Vong Ám, ra rạp vào ngày 10 tháng 11 và dài 90 phút. Hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Nghe nói phim vượt qua được vòng kiểm duyệt và không phải cắt bất kỳ phân cảnh nào. Mình đã xem trailer và thấy khá là đáng sợ. Đối với hãng Lionsgate, mình cũng thử đặt niềm tin vào tác phẩm, hy vọng rằng bộ phim này có thể truyền đạt được một sự kiện rất là hấp dẫn và đầy kịch tính này. Liệu rằng những vong hồn có thể tiến gần hơn với thế giới thực tại? Sau khi xem phim về, mình sẽ nêu cảm nhận về phim. Ai xem trước cùng chia sẻ ý kiến về bộ phim này nhé.